từ sale bất động sản trở thành tỷ phú đô rồi lại trắng tay vì ăn chơi sa đọa. Lá Triệu Huy xuất phát làm nhân viên bảo vệ, sau này nhờ tài ăn nói nhạy bén, ông đã có một cơ hội làm việc với tầng lớp siêu giàu nhờ mối quan hệ tốt với tỷ phú Lưu Lan Hùng. Và khi mới 24 tuổi, ông La Triệu Huy đã lập được công ty bất động sản cho riêng mình. Chính đà đó, năm 32 tuổi, ông đã có trong tay lên tới 2 tỷ đô Hồng Kông, tương đương 6.000 tỷ đồng. Nhưng cũng từ khi quen biết với Lưu Lan Hùng, La Triệu Huy đã bắt đầu dấn thân vào cuộc sống ăn chơi sa đọa. Ông thường xuyên chiều chuộng các mỹ nhân bằng hàng hiệu, những chuyến du lịch nước ngoài và không ngại ngùng share lên báo chí về cuộc sống phóng túng của đời mình. Tuy nhiên, không được lâu, khủng hoảng kinh tế năm 1997, giá cổ phiếu rất mạnh khiến ông ôm số nợ lên tới 1.800 tỷ đồng. Ông phải bán tháo các bất động sản để trả nợ và chính thức phá sản. Từng đi lên từ hai bàn tay trắng, trở thành đại gia nghìn tỷ, nhưng cuối đời ông lại mất trong nghèo khó. Bài học rút ra đó là dù trong bất động sản hay bất kỳ lĩnh vực nào, khi thành công đã có trong tay thì phải luôn tập trung để duy trì và phát triển, không nên quá đà vào những cuộc ăn chơi xa hoa phung phí. Bạn còn biết trường hợp nào như vậy không? Hãy comment bên dưới cho Văn và mọi người biết nhé. Đừng quên follow Tường Văn Real.